chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật bất ngờ. Người tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, ôm trọn lộc trời, nghèo khổ mấy cũng đổi đời giàu sang, tiền vàng nhét chật két. Quý khán giả thân mến, trong cuộc sống, ai cũng mong muốn có một cuộc đời bình yên và hạnh phúc. Dù không thể sở hữu sự giàu có hay những điều kiện sống sung túc như người khác, ít nhất cũng mong có được những ngày tháng không lo toan, không sầu muộn. Tuy nhiên, tử vi học lại cho rằng mỗi người sinh ra đều mang một số phận khác nhau. Không phải ai cũng được trời ban cho những điều tốt đẹp. Có người may mắn ngay từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, điều kiện đầy đủ, sống trong ngôi nhà rộng lớn, xe sang, có người hầu kẻ hạ. Nhưng cũng có những người sinh ra trong cảnh nghèo khó, không được học hành tử tế, lớn lên phải mưu sinh vất vả, lo từng bữa ăn, lo từng đồng tiền. Có những lúc, họ cảm thấy cuộc sống như lâm vào cảnh bần hàn, chẳng biết bao giờ mới khá giả hơn. Ai cũng muốn mình sinh ra trong gia đình giàu có, được nâng niu, chăm sóc từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng cuộc đời này không ai có thể chọn lựa nơi mình sinh ra. Được sinh ra trong gia đình giàu có là một điều may mắn, nhưng sinh ra trong gia đình nghèo khó không phải là điều đáng xấu hổ. Mỗi người đều có một số mệnh riêng, và tất cả đều có lý do của nó. Chính những thử thách trong cuộc sống sẽ giúp ta trưởng thành và nhìn nhận giá trị đích thực của cuộc sống. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, báo hiệu chi kê, tức gà gáy, mệnh đại trạch thổ, đất nền nhà. Người sinh năm 1969, tuổi Kỷ Dậu, cầm tinh con gà, là những người có một tính cách đặc biệt và một vận mệnh đầy ấn tượng. Dưới lớp vỏ ngoài cứng rắn, quyết đoán, họ lại ẩn chứa những phẩm chất quý báu, khiến ai cũng phải cảm phục. Mỗi người tuổi Kỷ Dậu đều là một biểu tượng của sự trung thành, trách nhiệm và nỗ lực không ngừng nghỉ, dù trong sự nghiệp hay trong cuộc sống gia đình. Tính cách đặc trưng của người tuổi Kỷ Dậu. Những người tuổi Kỷ Dậu, đặc biệt là những người sinh năm 1969, luôn nổi bật với sự trung thành và tận tụy. Họ là những người bạn đáng tin cậy, luôn giữ vững lời hứa và làm đúng những gì đã cam kết. Trong mắt bạn bè và người thân, họ là điểm tựa vững chắc, là người có thể chia sẻ và tìm kiếm lời khuyên chân thành. Sự trung thực và thẳng thắn trong tính cách của người tuổi Kỷ Dậu giúp họ xây dựng được niềm tin từ người khác. Nhưng đôi khi, chính sự thật thà này lại khiến họ không để ý đến cảm xúc của người xung quanh, dẫn đến những hiểu lầm hoặc tổn thương không đáng có. Bản tính của người tuổi Kỷ Dậu còn đặc trưng bởi sự cẩn thận và tỉ mỉ. Họ luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong mọi việc, không dễ dàng bỏ qua những điều nhỏ nhặt. Sự tỉ mỉ này đôi khi trở thành một con dao hai lưỡi. Khi họ quá cầu toàn và lo lắng quá mức về mọi thứ, khiến cuộc sống của họ trở nên bận rộn và vất vả hơn so với những người khác. Tuy vậy, chính sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm ấy lại là động lực giúp họ vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Một trong những điểm đặc biệt dễ nhận thấy ở người tuổi Kỷ Dậu là sự quan tâm đến ngoại hình. Đặc biệt là đối với nam giới tuổi này, họ luôn chú trọng vẻ ngoài, luôn tự tin trong trang phục và phong thái, làm nổi bật cá tính riêng biệt. Họ không ngại đầu tư thời gian và tiền bạc để chăm sóc bản thân và luôn mong muốn trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt người khác. Sự tự hào về bản thân không phải là tự kiêu mà là niềm tin vững chắc vào những giá trị mà họ theo đuổi. Giống như những chú gà trống khoe bộ lông tuyệt đẹp, người tuổi Kỷ Dậu thích thể hiện bản thân và rất tự hào về những gì mình đã đạt được. Dù vẻ ngoài cứng rắn, quyết đoán nhưng người tuổi Kỷ Dậu cũng có những lúc nóng nảy và thiếu kiên nhẫn. Họ không phải là người dễ dàng chịu đựng khi mọi thứ không diễn ra như ý muốn. Tính cách thẳng thắn đôi khi khiến họ khó kiểm soát lời nói, dễ làm tổn thương người khác mà không hề nhận ra. Tuy nhiên, sự nóng nảy này cũng phản ánh sự nhiệt huyết và sự đam mê trong công việc và cuộc sống. Họ luôn muốn mọi thứ diễn ra nhanh chóng và chính xác, không thích chờ đợi hay trì hoãn. Con đường sự nghiệp của người tuổi Kỷ Dậu. Sự nghiệp của người tuổi Kỷ Dậu thường rất thuận lợi, bằng phẳng nhờ vào khả năng làm việc thông minh, khéo léo và tinh thần cầu tiến. Họ luôn có một mục tiêu rõ ràng và quyết tâm theo đuổi nó đến cùng. Không ngại khó khăn, thử thách, họ sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống để tìm ra giải pháp phù hợp. Chính sự siêng năng và cần mẫn đã giúp người tuổi Kỷ Dậu có thể đạt được những thành công lớn trong sự nghiệp, dù cho họ có đôi lúc gặp phải trắc trở hay sự không công nhận từ những người xung quanh. Tuy nhiên, đôi khi chính sự tỉ mỉ, cầu toàn của họ lại trở thành một yếu tố cản trở, khiến họ không thể thư giãn và tận hưởng cuộc sống.
Họ không dễ dàng thỏa hiệp với bản thân, luôn đặt ra yêu cầu quá cao và không hài lòng với những gì đạt được, dù đó là kết quả đáng ngưỡng mộ. Chính vì vậy, trong cuộc sống của người tuổi Kỷ Dậu, có những lúc họ cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc, nhưng niềm tin vào bản thân và những giá trị tốt đẹp vẫn giúp họ tiếp tục tiến lên. Gia đình và tình cảm của người tuổi Kỷ Dậu. Mặc dù công việc và sự nghiệp rất quan trọng đối với người tuổi Kỷ Dậu, gia đình vẫn là ưu tiên hàng đầu trong trái tim họ. Họ xem gia đình như một nơi bình yên để trở về sau những giờ làm việc căng thẳng. Đối với người tuổi Kỷ Dậu, tình yêu và sự chăm sóc dành cho người thân là điều quan trọng nhất, và họ luôn cố gắng để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho những người xung quanh. Họ là người bạn đời lý tưởng, người cha, người mẹ mẫu mực, luôn đặt gia đình lên trên tất cả và chăm lo cho con cái với tất cả tình yêu thương. Nữ mệnh tuổi Kỷ Dậu thường là những người phụ nữ chăm chỉ, cẩn thận và ngăn nắp, có trách nhiệm trong công việc và gia đình. Tuy đôi khi có chút dè dặt và ngại ngùng trong việc bày tỏ cảm xúc, nhưng họ luôn là người mẹ, người vợ mẫu mực, sẵn sàng hy sinh vì hạnh phúc của gia đình. Họ có một đời sống tình cảm ổn định và an lành, tận hưởng phước đức trong cuộc sống. Nam mệnh tuổi Kỷ Dậu lại có tính cách kiên định, mạnh mẽ và không ngại thử thách. Họ luôn phấn đấu không ngừng, dù gặp khó khăn nhưng họ không bao giờ bỏ cuộc. Nam giới tuổi này rất thực tế và luôn tìm cách để tạo dựng sự nghiệp vững chắc, có thể đạt được thành công lớn trong giai đoạn trung và hậu vận. Vận mệnh và tương lai của người tuổi Kỷ Dậu. Nhìn chung, người tuổi Kỷ Dậu mang trong mình một vận mệnh khá phú quý và sung túc. Dù trong cuộc sống có gặp phải khó khăn, thử thách, họ luôn vượt qua bằng sự kiên trì và nỗ lực không ngừng. Những người này không bao giờ dễ dàng đầu hàng trước nghịch cảnh. Chính sự quyết tâm và lòng kiên định đã giúp họ đạt được những thành tựu vĩ đại trong sự nghiệp và cuộc sống. Họ có quý nhân phù trợ, và dù đôi khi phải đối mặt với những tình huống éo le, cuối cùng họ cũng sẽ tìm được con đường tươi sáng. Cuộc sống của người tuổi Kỷ Dậu, đặc biệt là khi đã đi qua những thăng trầm, sẽ bước vào một giai đoạn hạnh phúc và thành công viên mãn. Từ những thử thách, họ sẽ tìm thấy cơ hội lớn, và khi thời cơ đến, họ sẽ nhanh chóng thay đổi vận mệnh, đạt được sự giàu có và quyền lực mà trước đó tưởng chừng như không thể với tới. Với một cuộc sống đầy thăng trầm, nhưng luôn tràn đầy hy vọng, người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 xứng đáng với những thành quả mà họ đã đạt được và sẽ còn tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Họ là minh chứng cho sự kiên cường, bền bỉ và sức mạnh không bao giờ từ bỏ, là tấm gương sáng cho tất cả chúng ta về tinh thần không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch năm 2024, vận trình của người tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 sẽ trải qua nhiều thăng trầm với sự kết hợp giữa vui buồn lẫn lộn. Cục diện tương phá tác động mạnh đến bạn, khiến công việc trở nên căng thẳng và đầy thử thách. Những mâu thuẫn, cạnh tranh nội bộ xảy ra liên tiếp, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và đôi khi không thể tránh khỏi dòng xoáy thị phi, dù bạn đã nỗ lực hết sức. Dù có cố gắng, bạn vẫn không thể thoát khỏi những rắc rối và áp lực công việc, khiến tinh thần trở nên căng thẳng. Tình hình tài chính trong giai đoạn này cũng không mấy khả quan. Những kế hoạch làm ăn, đầu tư có thể gặp phải trở ngại bất ngờ, khiến bạn cảm thấy lo lắng. Đặc biệt, bạn cần chú ý đến sự cạnh tranh khốc liệt từ đối thủ, họ luôn chờ đợi những sơ hở của bạn để tấn công. Đây là thời điểm bạn cần phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng và thận trọng trong mọi quyết định tài chính. Tuy nhiên, giữa những khó khăn đó, chuyện tình cảm lại là nguồn động viên lớn lao dành cho bạn. Bạn sẽ nhận được sự quan tâm, yêu thương và cổ vũ từ người thân. Họ sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc, giúp bạn vượt qua những thử thách. Hãy chia sẻ tâm tư, cảm xúc với gia đình khi cảm thấy mệt mỏi, vì đôi khi họ có cái nhìn rõ ràng và khách quan, từ đó đưa ra những lời khuyên quý báu. Trong thời gian này, bạn cũng cần giữ tinh thần lạc quan và thận trọng trong mọi quyết định. Đừng để những căng thẳng trong công việc làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, hít thở không khí trong lành và làm những điều yêu thích để tái tạo năng lượng. Cuộc sống không chỉ có công việc mà còn cần có sự cân bằng giữa tâm hồn và thân thể. Bằng sự kiên nhẫn và suy nghĩ thoáng, bạn sẽ vượt qua giai đoạn này một cách vững vàng. Quý khán giả thân mến,
Tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải dẫn trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Phương diện sự nghiệp. Trong khoảng thời gian từ nay đến tháng 11 âm lịch năm 2024, đối với người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, con đường sự nghiệp không hề dễ dàng. Cục diện tương phá xuất hiện khiến bạn đối mặt với nhiều thử thách, thậm chí là những cuộc tranh đấu nội bộ mà bạn khó lòng tránh khỏi. Đây là giai đoạn không phù hợp để kỳ vọng vào những bước tiến lớn trong sự nghiệp. Mặc dù không có biến chuyển rõ rệt, nhưng nếu bạn có thể vượt qua được khoảng thời gian này một cách an toàn, giữ vững bản lĩnh và hoàn thành tốt các công việc được giao, đó sẽ là thành công lớn. Thực tế, những điều bạn đang trải qua sẽ không dễ dàng. Những sự việc tranh cãi, mâu thuẫn giữa các bộ phận trong công ty hoặc giữa các đồng nghiệp có thể khiến bạn rơi vào tình huống khó xử. Dù bạn có thể chỉ muốn tập trung vào công việc của mình, nhưng các vấn đề bên ngoài lại khiến mọi thứ trở nên phức tạp. Thậm chí, bạn có thể vô tình bị kéo vào những cuộc đấu đá không đáng có. Vậy nên, trong thời điểm này, điều quan trọng nhất là bạn phải biết giữ vị trí trung lập, không nên tham gia vào những cuộc tranh cãi hay chia bè kết phái. Thực tế, bạn không cần phải đấu tranh để bảo vệ bản thân qua lời nói hay những lý lẽ dài dòng. Hãy để hành động và kết quả công việc chứng minh cho người khác thấy được giá trị và năng lực thực sự của bạn. Khi đối mặt với khó khăn, bạn có thể cảm thấy áp lực, thậm chí suy nghĩ tiêu cực về tương lai. Nhưng hãy nhớ rằng, khó khăn chỉ là một phần của quá trình trưởng thành. Chỉ cần bạn giữ vững được tinh thần lạc quan, kiên trì và bình tĩnh, mọi thử thách rồi cũng sẽ qua đi. Đây là lúc bạn cần suy nghĩ sâu sắc và nhìn nhận mọi vấn đề từ nhiều góc độ. Dù khó khăn có thể làm bạn cảm thấy mệt mỏi, nhưng chính những khó khăn ấy sẽ giúp bạn trưởng thành và vững vàng hơn trong tương lai. Hãy luôn nhớ rằng, cây ngay không sợ chết đứng, những người tỉnh táo sẽ luôn nhận ra bạn là người như thế nào, và chẳng cần phải lo lắng về việc bị hiểu lầm hay bị đẩy vào tình huống khó khăn. Giai đoạn này không phải là thời điểm thích hợp để vội vàng đưa ra những quyết định quan trọng trong công việc. Hãy kiên nhẫn, làm việc tận tâm và tìm cách vượt qua những sóng gió nhỏ để tiến đến một tương lai tươi sáng hơn. Chỉ cần bạn luôn giữ vững mục tiêu và không bị lôi kéo vào những điều không đáng có, sự nghiệp của bạn sẽ dần ổn định và phát triển theo một cách bền vững. Phương diện tài lộc. Tương tự như trong sự nghiệp, tài lộc của người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong khoảng thời gian này cũng không có nhiều cơ hội thuận lợi. Cục diện tương phá khiến cho mọi sự đầu tư, kiếm tiền hoặc các kế hoạch tài chính đều gặp phải trục trặc, khó khăn. Đây là giai đoạn mà bạn cần phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối mặt với những thử thách tài chính không mong muốn. Những cơ hội tài lộc, dù có xuất hiện, cũng thường không mang lại lợi ích như kỳ vọng, thậm chí là tiềm ẩn nguy cơ mất mát, thiệt hại. Với những người làm công ăn lương, thị phi và mâu thuẫn trong công việc có thể gây ra ảnh hưởng lớn đến thu nhập và cơ hội thăng tiến. Những tranh cãi, sự xích mích giữa đồng nghiệp hoặc cấp trên có thể khiến bạn mất đi sự tập trung vào công việc, kéo theo việc đánh mất các cơ hội tài chính tốt. Trong khi đó, đối với những người làm kinh doanh, đây là thời điểm mà bạn cần phải hết sức cẩn trọng trong các quyết định đầu tư. Cục diện tương phá nhắc nhở bạn rằng không phải tất cả các cơ hội tài chính đều đáng tin cậy. Những lời mời gọi hấp dẫn từ các đối tác hoặc các kế hoạch làm ăn nghe có vẻ đầy hứa hẹn có thể chỉ là những cái bẫy, dẫn đến việc bạn đưa ra quyết định sai lầm và chịu tổn thất. Nếu bạn đang có trong tay một khoản tiền tích lũy, lời khuyên dành cho bạn là hãy cẩn trọng. Không nên mạo hiểm đầu tư vào các dự án không rõ ràng, đặc biệt là trong những lĩnh vực bạn chưa có đủ kiến thức hoặc kinh nghiệm. Hãy tránh xa những quyết định vội vàng và đừng để bị lôi kéo vào các cuộc mua bán, đầu tư mạo hiểm chỉ vì những lời quảng cáo hấp dẫn. Chỉ có sự cân nhắc kỹ lưỡng và việc đầu tư vào các kênh an toàn mới giúp bạn bảo toàn tài sản trong thời gian này. Với những kế hoạch làm ăn trước đó, nếu bạn thấy có dấu hiệu trục trặc hoặc gặp khó khăn, đừng quá vội vàng tìm cách giải quyết ngay lập tức. Thay vào đó, hãy dành thời gian để xem xét lại những gì đã làm và nhận ra những sai sót. Cũng đừng quá cố chấp trong việc duy trì những chiến lược hoặc phương án đã đưa ra. Nếu thấy có vấn đề, hãy biết cách điều chỉnh kịp thời để giảm thiểu tổn thất. Cuối cùng, trong thời điểm này, bạn nên ưu tiên việc tiết kiệm và bảo vệ tài sản của mình. Không nên có những chi tiêu vượt mức hay thực hiện những giao dịch có thể gây ra rủi ro không đáng có. Khi khó khăn tài chính đến gần, chỉ có sự kiên nhẫn,
Sự tỉnh táo và quyết định đúng đắn mới giúp bạn vượt qua giai đoạn này một cách an toàn. Tình cảm gia đạo, tình duyên. Trong khoảng thời gian từ nay đến 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, dù cuộc sống công việc và tài chính của người tuổi Kỷ Dậu có gặp phải những thử thách, nhưng phương diện tình cảm lại là điểm sáng đáng chú ý. Với những người độc thân, bạn sẽ dần nhận ra sự hiện diện của một người luôn âm thầm ủng hộ và giúp đỡ mình trong những thời điểm khó khăn nhất. Dù đối phương không thể hiện tình cảm một cách rõ ràng, nhưng họ lại là người đầu tiên xuất hiện để hỗ trợ bạn, khiến bạn cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc, ấm áp. Đây chính là dấu hiệu cho thấy tình duyên có thể nở hoa trong tương lai nếu bạn biết trân trọng và mở lòng hơn. Đừng ngần ngại, hãy chủ động hơn trong việc tìm cách tiếp cận người ấy, bởi có thể người này chính là người bạn đời mà bạn đang tìm kiếm. Với những người đã lập gia đình, tình cảm gia đình của bạn luôn được nuôi dưỡng và chăm sóc bởi người bạn đời. Người ấy sẽ luôn ở bên, động viên và tạo cho bạn niềm tin vững chắc để bạn có thể đối diện với mọi khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt, trong những lúc bạn cảm thấy mệt mỏi hay bế tắc, việc tâm sự với người bạn đời sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm và tìm ra hướng đi đúng đắn. Đối phương không chỉ là người chia sẻ nỗi buồn, mà còn là người đưa ra những lời khuyên khôn ngoan, giúp bạn nhìn nhận mọi vấn đề từ một góc nhìn khách quan và đầy tỉnh táo. Hãy nhớ rằng, một mối quan hệ tình cảm chân thành không chỉ là sự sẻ chia mà còn là nguồn động lực vững chắc để bạn vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Sức khỏe. Trong giai đoạn này, người tuổi Kỷ Dậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng và mệt mỏi trong công việc. Áp lực từ các nhiệm vụ cần hoàn thành, những yêu cầu và kỳ vọng của cấp trên, hay thậm chí những xung đột không mong muốn trong cuộc sống gia đình có thể khiến bạn cảm thấy quá tải. Điều quan trọng lúc này là bạn cần phải chú ý đến sức khỏe tinh thần và thể chất của mình. Đừng để công việc hay những khó khăn ngoài kia làm cho bạn quên đi bản thân. Dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn và hít thở không khí trong lành sẽ giúp giảm bớt căng thẳng và giúp tâm trí trở nên minh mẫn hơn. Việc duy trì một tinh thần thoải mái cũng sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Nếu cảm thấy quá mệt mỏi, đừng ngần ngại tìm người để chia sẻ. Một người bạn, người thân hay đồng nghiệp có thể là người giúp bạn vơi đi nỗi lo lắng, đồng thời đưa ra những gợi ý hữu ích để bạn giải quyết vấn đề. Đặc biệt, bạn không nên giữ mọi nỗi buồn hay lo âu trong lòng, bởi vì điều này sẽ gây tác động tiêu cực đến sức khỏe của bạn. Thêm vào đó, những tranh cãi hay mâu thuẫn trong gia đình hoặc công ty cần phải được kiềm chế và tránh xa. Đừng để những cuộc xung đột làm tổn thương cả bản thân và những người xung quanh. Hãy giữ cho mình một tâm lý bình thản và hướng đến sự hòa thuận, để mọi vấn đề có thể được giải quyết nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. Tiếp theo sau đây sẽ là phân luận giải vận trình tử vi chi tiết của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, được phân thành hai giai đoạn như sau. Tử vi từ ngày 5 đến 8 tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Dự báo một khoảng thời gian đầy thử thách, với những khó khăn và rắc rối không nhỏ. Thời điểm này, mọi công việc đều không theo đúng kế hoạch, mọi thứ có vẻ bế tắc và khó có thể phát triển như mong muốn. Những thử thách liên tục xuất hiện, khiến bạn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong cái khó lại có cái khôn, đừng vội chán nản mà hãy coi đây là cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân, cho mọi người thấy bạn có thể vượt qua khó khăn như thế nào. Mặc dù vậy, bạn cần phải thận trọng với những tiểu nhân xung quanh. Tử vi cho thấy, ngay từ đầu thời điểm này, bạn sẽ phải đối mặt với sự xuất hiện của thiên quan. Đây là dấu hiệu cảnh báo về những người xấu có thể lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của bạn để gây rối. Do đó, hãy thận trọng trong các mối quan hệ, tránh kết giao với những người không đáng tin cậy. Một sự nhẹ dạ có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc, khi những người bạn mới có thể là nguyên nhân gây tổn thương cho bạn trong tương lai. Về tài chính, trong những ngày này, tình hình tài chính của tuổi Kỷ Dậu không được lý tưởng. Những nguồn thu nhập chính có dấu hiệu giảm sút và các khoản chi tiêu lại không ngừng tăng lên. Điều này khiến bạn cảm thấy lo lắng, không biết phải làm sao để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tuy nhiên, thay vì hoang mang, bạn cần phải quản lý tài chính một cách chặt chẽ và tính toán cẩn thận. Việc kiểm soát chi tiêu và tìm cách cân đối thu chi là điều cần thiết để vượt qua giai đoạn thử thách này. Trong quan hệ gia đình, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình cũng có thể gặp phải xung đột trong thời gian này. Ngũ hành thổ,
Thủy xung khắc khiến các mối quan hệ dễ xảy ra tranh cãi. Nếu bạn không kiềm chế được cảm xúc và sự nóng giận, có thể sẽ có những hành động không đúng mực, gây tổn thương cho người thân yêu. Vì vậy, hãy cẩn trọng và giữ bình tĩnh, tránh để những căng thẳng gia đình ảnh hưởng đến sự hòa thuận trong nhà. Từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11 âm lịch 2024, mọi chuyện có dấu hiệu tích cực hơn khi có sự bảo trợ của chính quan. Công việc của tuổi Kỷ Dậu trong giai đoạn này sẽ có những bước tiến triển tích cực. Đây là thời điểm vàng để bạn tập trung phát triển sự nghiệp, đừng để những vấn đề bên lề làm ảnh hưởng đến mục tiêu của mình. Những khó khăn trước đây sẽ không còn là trở ngại nếu bạn đủ kiên trì và quyết tâm. Tuy nhiên, đừng vì lo sợ những điều chưa xảy đến mà bỏ cuộc. Cơ hội sẽ chỉ đến với những người dám đối mặt và nỗ lực đến cùng. Tuy nhiên, cũng cần cảnh giác với thiên quan, vì tiểu nhân vẫn có thể tìm cách phá hoại. Những thứ không phải lúc nào cũng như vẻ ngoài của chúng, nên hãy thận trọng trong mọi quyết định để tránh những sai lầm đáng tiếc vì sự chủ quan của bản thân. Lúc này, bạn cần phải sáng suốt và không để mình bị lừa bởi những lời dụ dỗ hay vẻ bề ngoài hào nhoáng. Về tài chính, tình hình vẫn không mấy sáng sủa. Người làm kinh doanh sẽ gặp phải khó khăn trong việc thu hồi vốn, còn người làm công ăn lương chỉ có thể dựa vào khoản thu nhập chính, không có thêm nguồn thu phụ. Vì vậy, bạn cần phải thận trọng trong các quyết định tài chính và không nên quá tham lam vào các cơ hội đầu tư mạo hiểm. Về sức khỏe, dù không có vấn đề lớn nhưng bạn cũng cần chú ý đến việc ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Thời điểm này, tốt nhất là hạn chế sử dụng rượu bia và các chất kích thích để bảo vệ sức khỏe cho bản thân. Hãy nhớ rằng, một cơ thể khỏe mạnh chính là nền tảng vững chắc để bạn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Cuối cùng, một vài lời khuyên cho bạn trong khoảng thời gian này, hãy luôn giữ vững tinh thần, vượt qua thử thách bằng chính sự kiên nhẫn và nỗ lực của mình. Dù khó khăn có thể ập đến, nhưng nếu bạn biết cách giữ bình tĩnh và hành động đúng đắn, mọi thứ rồi sẽ ổn. Cẩm nang dượng giận. Khẩu quyết: công việc khó khăn, dễ gặp thị phi, tài chính không ổn định, cần xem lại công việc hiện tại. Quý nhân: tuổi Mão và tuổi Tuất. Tiểu nhân: tuổi Ngọ và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: màu vàng và màu hồng. Con số may mắn: 64 và 93. Và tiếp theo sau đây là những ngày may mắn nhất trong tháng 11 âm lịch 2024 cho tuổi Kỷ Dậu sinh 1969. Trong tháng 11 âm lịch năm 2024, người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 sẽ có những cơ hội đặc biệt để thay đổi vận mệnh và gặt hái thành công. Dưới đây là những ngày may mắn nhất mà bạn nên chú ý. Ngày 6 tháng 11 âm lịch 2024, đây sẽ là một ngày quan trọng đánh dấu bước đột phá trong sự nghiệp của bạn. Những người tuổi Kỷ Dậu đã âm thầm làm việc lâu dài, không đòi hỏi đền đáp, giờ sẽ được đền đáp xứng đáng. Những cống hiến của bạn sẽ không bị lãng quên và bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Điều này có thể là một đợt tăng lương hoặc thành công rực rỡ trong các dự án mà bạn đã bỏ công sức theo đuổi. Tình hình tài chính của bạn cũng sẽ có những thay đổi tích cực khi một chiến lược đầu tư đúng đắn mang lại lợi ích bất ngờ. Đây chính là kết quả của sự kiên trì, chăm chỉ và những quyết định đúng đắn trong quá khứ. Bạn sẽ cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi thấy mọi cố gắng được đền đáp. Ngày 12 tháng 11 âm lịch 2024, đây là ngày mở ra nhiều cơ hội mới, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ tài chính và những ngành nghề yêu cầu tư duy đổi mới. Bạn sở hữu khả năng thích ứng nhanh với thay đổi và đưa ra những nhận định chính xác. Điều này giúp bạn nắm bắt xu hướng thị trường một cách chính xác và kịp thời. Hãy chú ý hơn đến các ngành nghề mới nổi và dũng cảm thử những điều chưa từng làm trước đây. Chính sự sáng tạo và dũng cảm này sẽ là chìa khóa giúp bạn phát huy tài năng và xây dựng sự nghiệp vững chắc. Công việc kinh doanh cũng sẽ có những bước tiến rõ rệt, mang lại những khoản thu nhập đáng kể. Tinh thần của bạn nhờ đó sẽ trở nên phấn chấn và vui vẻ hơn khi mọi thứ đi đúng hướng. Ngày 22 tháng 11 âm lịch 2024, sự sáng suốt và khả năng ra quyết định dứt khoát sẽ giúp bạn nắm bắt những cơ hội tốt trong công việc cũng như trong cuộc sống. Dù là thăng tiến nghề nghiệp hay thành công trong kinh doanh, tất cả đều nằm trong tầm tay của bạn. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để bạn xây dựng các mối quan hệ cá nhân và mở rộng mạng lưới xã hội. Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ lớn từ những người xung quanh, giúp việc đạt được mục tiêu trở nên dễ dàng hơn. Hơn nữa, những khoản thu nhập phụ từ công việc tay trái cũng sẽ mang lại cho bạn một nguồn tài chính ổn định.
Tuy nhiên, hãy cẩn trọng trong chi tiêu, đừng vội vàng tiêu pha mà không có kế hoạch tiết kiệm cụ thể, bởi chỉ khi bạn biết cách tiết kiệm thì tài chính mới bền vững. Ngày 28 tháng 11 âm lịch 2024, đây là thời điểm lý tưởng để bạn thể hiện sự khôn ngoan trong tài chính. Những quyết định đầu tư thông minh sẽ mang lại lợi nhuận vượt xa dự đoán của bạn. Tuy nhiên, trong khi theo đuổi lợi nhuận, bạn cần chú ý đến việc quản lý rủi ro để tránh những tổn thất không đáng có. Đừng chỉ chạy theo những cơ hội đầu tư có lợi nhuận cao mà bỏ qua các yếu tố rủi ro. Bạn có thể cân nhắc các hình thức đầu tư ít rủi ro như tiền gửi có kỳ hạn hoặc mua bảo hiểm, giúp bảo vệ tài chính và mang lại sự ổn định lâu dài. Quyết định đúng đắn trong ngày này sẽ giúp bạn có được một nền tảng tài chính vững vàng và đảm bảo cho tương lai. Tuổi Kỷ Dậu 1969 và sự hợp tác kinh doanh, chọn đối tác nào để phát tài, phát lộc. Để công việc hợp tác làm ăn trở nên thuận lợi và thịnh vượng, việc lựa chọn đối tác phù hợp đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Người tuổi Kỷ Dậu 1969 muốn tạo dựng một sự nghiệp thành công, phát tài phát lộc cần phải tìm đúng đối tác để giúp họ khai thác tối đa vận khí, thu hút may mắn và tài lộc. Vậy, trong kinh doanh, người tuổi Kỷ Dậu nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại thành công và phát triển lâu dài? Hãy cùng tìm hiểu sự kết hợp giữa Kỷ Dậu và các tuổi khác trong 12 con giáp. 1. Tuổi Kỷ Dậu và Tý. Kỷ Dậu và Tý là một cặp đối tác làm ăn rất ăn ý, bởi vì cả hai đều có khả năng tính toán và quản lý tài chính xuất sắc. Tý, với sự thông minh và khả năng thích ứng nhanh chóng, sẽ giúp cho Kỷ Dậu tránh được những rủi ro trong kinh doanh. Mặc dù Tý có phần hào phóng và tiêu tiền mạnh tay, nhưng trong công việc kinh doanh, họ lại rất cẩn trọng và luôn biết cách tính toán chi li. Chính nhờ sự kết hợp này, tuổi Kỷ Dậu và Tý sẽ xây dựng được một nền tảng vững chắc, phát triển ổn định và gia tăng tài lộc. 2. Tuổi Kỷ Dậu và Sửu. Tuổi Sửu và Kỷ Dậu đều rất thận trọng và thực tế, đây chính là điểm mạnh giúp hai tuổi này phối hợp ăn ý trong công việc. Sửu là người kiên định, chăm chỉ và có sức bền trong công việc. Kỷ Dậu, với sự tỉ mỉ và khéo léo trong việc quản lý tài chính, sẽ đảm bảo rằng các khoản đầu tư được phân bổ hợp lý, tránh được những sai sót không đáng có. Cả hai đều không thích mạo hiểm và luôn tìm cách giải quyết vấn đề một cách thực tế, giúp cho công việc kinh doanh phát triển bền vững và vững vàng. 3. Tuổi Kỷ Dậu và Dần. Kỷ Dậu và Dần là một sự kết hợp thú vị trong kinh doanh. Dần là người năng động, quyết đoán và luôn tìm cách đổi mới sáng tạo trong công việc. Trong khi đó, Kỷ Dậu lại rất cẩn thận, kiên nhẫn và có sự tinh tế trong việc quản lý tài chính. Sự kết hợp này sẽ mang đến sự hài hòa giữa sáng tạo và thực tế, giúp cho công việc phát triển ổn định mà không thiếu đi sự đổi mới. Dần sẽ đứng đầu, dẫn dắt công ty, còn Kỷ Dậu sẽ làm hậu phương vững chắc, hỗ trợ tài chính và các kế hoạch dài hạn. 4. Tuổi Kỷ Dậu và Mão. Dù có nhiều điểm chung như tính tỉ mỉ và cẩn thận, nhưng mối quan hệ hợp tác giữa Kỷ Dậu và Mão lại không thực sự lý tưởng trong kinh doanh. Người tuổi Mão thường thiếu sự quyết đoán và khá thụ động, điều này khiến cho Kỷ Dậu cảm thấy thiếu sự logic và thực tế trong công việc. Kỷ Dậu, với sự cầu toàn và không thích mạo hiểm, có thể cảm thấy khó chịu trước thái độ thiếu quyết liệt của Mão. Vì vậy, nếu muốn hợp tác thành công, cả hai cần phải có sự điều chỉnh và thấu hiểu lẫn nhau. 5. Tuổi Kỷ Dậu và Thìn. Kỷ Dậu và Thìn là một cặp đôi vô cùng mạnh mẽ trong kinh doanh. Thìn với sự may mắn và khả năng tạo dựng cơ hội sẽ giúp Kỷ Dậu mở rộng các mối quan hệ và tìm kiếm cơ hội tài chính. Kỷ Dậu, với sự tỉ mỉ và khéo léo trong quản lý, sẽ giúp Thìn phát triển các kế hoạch tài chính một cách an toàn và hiệu quả. Sự kết hợp giữa Thìn và Kỷ Dậu sẽ tạo ra một tập thể vững mạnh, phát triển không ngừng nhờ vào sự sáng tạo và khả năng tổ chức của cả hai. 6. Tuổi Kỷ Dậu và Tỵ. Tuổi Tỵ và Kỷ Dậu có nhiều điểm tương đồng trong cách tiếp cận công việc. Cả hai đều là những người thực tế, ít thích mạo hiểm và luôn tìm cách giải quyết vấn đề một cách an toàn. Tỵ là người khéo léo trong giao tiếp và có khả năng thuyết phục người khác, trong khi Kỷ Dậu lại nổi bật với tài quản lý tài chính và giám sát công việc. Khi hợp tác với nhau, tuổi Kỷ Dậu và Tỵ sẽ có thể xây dựng một công ty ổn định, phát triển bền vững mà không phải lo lắng về các yếu tố mạo hiểm. 7. Tuổi Kỷ Dậu và Ngọ. Kỷ Dậu và Ngọ có một mối quan hệ hợp tác khá thú vị.
Mặc dù Ngọ thường làm việc chăm chỉ và có năng lực lãnh đạo, nhưng lại thiếu sự tỉ mỉ và cẩn trọng trong quản lý tài chính. Đây chính là lúc mà Kỷ Dậu sẽ phát huy khả năng của mình. Người tuổi Kỷ Dậu sẽ đảm nhận vai trò quản lý tài chính và giúp Ngọ tránh khỏi các sai sót không đáng có. Sự kết hợp này mang lại sự phát triển mạnh mẽ trong công việc, vì cả hai đều có sự năng động và quyết tâm. 8. Tuổi Kỷ Dậu và Mùi. Kỷ Dậu và Mùi là một cặp đôi có thể giúp nhau đạt được thành công trong kinh doanh. Mùi có sự sáng tạo và khả năng đưa ra những ý tưởng mới mẻ, trong khi Kỷ Dậu lại rất thực tế và giỏi trong việc quản lý tài chính. Sự kết hợp giữa hai tuổi này mang lại sự cân bằng giữa sáng tạo và tính thực tế, giúp cho công ty phát triển mạnh mẽ và bền vững. Đặc biệt, Mùi có may mắn trong các mối quan hệ và Kỷ Dậu có khả năng tạo dựng cơ sở tài chính vững chắc, tạo nền tảng cho sự thịnh vượng. 9. Tuổi Kỷ Dậu và Thân. Tuổi Kỷ Dậu và Thân là một cặp đối tác làm ăn rất ăn ý. Thân là người năng động, thông minh và sáng tạo, trong khi Kỷ Dậu lại là người rất tỉ mỉ và có đầu óc phân tích. Sự kết hợp này giúp cho công ty có được sự sáng tạo và những chiến lược tài chính vững mạnh. Thân sẽ đóng vai trò điều hành và phát triển các chiến lược, trong khi Kỷ Dậu sẽ làm việc chăm chỉ để duy trì sự ổn định và tài chính. 10. Tuổi Kỷ Dậu và Dậu. Kỷ Dậu và Dậu là hai người có sự tương đồng trong cách tiếp cận công việc. Cả hai đều thực tế, cẩn thận và kiên nhẫn. Điều này giúp cho mối quan hệ hợp tác giữa họ phát triển bền vững, dù không có sự phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, chính sự kiên nhẫn và thực tế của họ đã giúp công ty đạt được những thành quả vững chắc và ổn định. 11. Tuổi Kỷ Dậu và Tuất. Kỷ Dậu và Tuất là một cặp đôi làm ăn rất ăn ý. Tuất là người rất đáng tin cậy và có khả năng giao tiếp tốt. Điều này giúp Kỷ Dậu xây dựng các mối quan hệ kinh doanh rộng rãi và phát triển công ty. Trong khi đó, Kỷ Dậu sẽ giúp quản lý tài chính và các kế hoạch dài hạn. Cả hai đều chăm chỉ và có khả năng ứng phó tốt với khó khăn trong công việc. 12. Tuổi Kỷ Dậu và Hợi. Kỷ Dậu và Hợi là một sự kết hợp tuyệt vời trong kinh doanh, đặc biệt trong các mối quan hệ với khách hàng. Hợi có khả năng giao tiếp tốt và dễ dàng xây dựng các mối quan hệ, trong khi Kỷ Dậu sẽ lo liệu các công việc tài chính và quản lý. Sự kết hợp này giúp công ty không chỉ phát triển trong các mối quan hệ mà còn ổn định về mặt tài chính, đảm bảo sự thịnh vượng và lâu dài. Nhân sinh cảm ngộ. Quý khán giả thân mến, trong cuộc sống, không có điều gì nguy hại bằng việc không biết đủ. Lòng tham, dục vọng của con người như chiếc túi không đáy, không biết đâu là giới hạn. Và khi không có giới hạn, liệu có bao giờ được thỏa mãn? Nếu không thỏa mãn, làm sao có thể gọi là vui vẻ? Thực tế, đó chỉ là vui trong khổ đau mà thôi. Đức Khổng Tử từng dạy rằng người quân tử cần phòng ngừa ba điều trong suốt cuộc đời. Khi còn nhỏ, khí huyết chưa thịnh, phải biết giữ gìn sắc dục. Khi trưởng thành, khí huyết đầy đủ, phải phòng tránh sự tham lam và tính ham tranh. Khi về già, khí huyết suy nhược, cần tránh tự mãn và lòng tham. Lời dạy này cho thấy một điều, mọi giai đoạn trong đời đều yêu cầu chúng ta phải biết điều tiết bản thân, tránh để dục vọng chi phối. Một câu thơ đã viết, gửi thân phù du trong trời đất, để nhắc nhở rằng đời người ngắn ngủi. Chúng ta không thể kiểm soát được sinh mệnh, nhưng có thể điều khiển tâm tính. Cần phải biết quý trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống, làm sao để tâm mình luôn tĩnh lặng, không bị dao động bởi những ham muốn vô độ. Cuộc đời vốn không khổ, khổ là do dục vọng. Lòng người không mệt mỏi vì tranh đấu mà do không biết cách buông bỏ. Một người sống không bị chi phối bởi những tham muốn, biết quý trọng hiện tại, không tranh giành với đời, đó là người sống trí tuệ. Một đóa hoa héo tàn không làm mất cả mùa xuân. Dù thất bại, chúng ta không bỏ cuộc mà tiếp tục sống và học hỏi. Con người trong suốt cuộc đời là một hành trình từ non nớt đến trưởng thành. Sinh mệnh chính là một quá trình tu hành. Kiểm soát tốt tâm tính sẽ giúp chúng ta trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tâm tình quyết định cuộc sống, tâm tốt sẽ dẫn đến mọi việc suôn sẻ, tâm không tốt sẽ khiến cuộc sống trở nên rối loạn. Thực tế, chúng ta không phải thất bại vì người khác mà là do tâm không vững vàng, dẫn đến hành động sai lầm. Chúng ta thường so sánh mình với người khác, tranh đua với đời, và để những phiền muộn làm rối loạn suy nghĩ. Nhưng nếu có thể kiểm soát tốt tâm trạng, cuộc sống sẽ luôn tốt lành. Tâm thái tích cực là nền tảng của mọi thành công. Đừng để một lần ngã làm bạn thất vọng, hãy đứng dậy, mỉm cười và tiếp tục bước đi.
Hãy thích nghi với từng thất bại, rút ra bài học và trở nên mạnh mẽ hơn. Mỗi thất bại là cơ hội để ta trưởng thành, mỗi thử thách là bài học quý giá. Mỗi người đều có một số phận riêng, nhưng chỉ khi chúng ta thực sự nỗ lực mới có thể gặt hái thành quả. Cái gì có được bằng sự cố gắng sẽ đáng giá hơn tất cả. Đôi khi, bạn nhìn thấy thành công của người khác và ngưỡng mộ, nhưng đằng sau đó là cả một câu chuyện về sự kiên trì và nỗ lực không ngừng. Đừng sống trong sự tranh đấu, hãy học cách vui với thành công của người khác. Khi mở lòng và chia sẻ niềm vui với người khác, bạn sẽ cảm thấy tâm mình rộng lớn hơn, hạnh phúc hơn. Cuộc đời không khổ, khổ chỉ vì lòng tham và sự tranh đua. Nếu chúng ta có thể buông bỏ tham vọng không cần thiết, cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trong thế gian này, mọi nỗi khổ đều xuất phát từ lòng tham. Vì vậy, đừng để những phiền nhiễu bên ngoài xâm chiếm tâm hồn. Đừng vì lòng tham mà ngăn cản con đường của người khác. Đường đi là để mọi người cùng nhau đi, càng đi, con đường càng rộng mở. Đừng tranh giành những thứ không xứng đáng với mình. Những gì không thuộc về ta sẽ tự nhiên rời bỏ nếu chúng ta biết chấp nhận. Sự an lạc trong đời không đến từ sự có được hay mất đi, mà đến từ việc chúng ta giữ tâm bình an. Một khi đã hiểu ra, tự nhiên sẽ có thể buông bỏ những phiền não. Những người có tầm nhìn xa thường biết rõ mục tiêu của mình và đi thẳng đến đó mà không bị sao nhãng bởi lòng tham hay những chuyện nhỏ nhặt. Họ không quan tâm đến những người xấu hay chuyện dở, vì họ hiểu rằng những điều đó không đáng bận tâm. Cuối cùng, người sống trí tuệ là người sống không tham lam, không phiền lụy. Họ sống một cuộc đời thanh thản, không bị áp lực hay lo âu chi phối. Tâm hồn rộng mở, yêu thương chân thành, sống không tính toán hay vụ lợi. Họ luôn sẵn sàng chia sẻ với những người kém may mắn và tìm thấy hạnh phúc trong sự giúp đỡ người khác. Hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn khi bạn sống bằng tình yêu thương chân thành. Hãy sống một cách khiêm tốn, không tranh giành, không so sánh. Chỉ khi đó, bạn mới có thể sống một cuộc đời bình an, hạnh phúc và đầy ý nghĩa. Khi không còn bị chi phối bởi dục vọng, khi không còn tham lam, tâm hồn sẽ trở nên tự do, cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng và tràn đầy niềm vui. Quý khán giả thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.